Thưa quý vị, theo chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, hôm nay các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng. Trước đó vào ngày hôm qua, Quốc hội đã nghe báo cáo của Chính phủ và thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Trong đó, phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo là một trong năm chính sách đề xuất mới trong dự thảo nghị quyết của quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách phát triển thành phố đà nẵng đây là chính sách đặc thù rất được quan tâm trong bối cảnh lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là bộ đôi chìa khóa công nghệ cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong tương lai Dự thảo nghị quyết quy định 4 nhóm chính sách về đầu tư, nâng cấp mở rộng, phát triển và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thông tin, mua sắm các trang thiết bị đặc thù phục vụ phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, cơ chế hỗ trợ sản xuất và thẩm quyền quyết định chính sách hỗ trợ từ ngân sách thành phố của Hội đồng Nhân dân. Đáng chú ý là chính sách đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Ngân sách của thành phố thì hỗ trợ chi phí đào tạo bồi dưỡng cho đối tượng học chuyên ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo quy định chế độ đãi ngộ về thu nhập và chi phí lưu trú đối với cả chuyên gia, nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với chủ trương áp dụng thực hiện cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo phù hợp với nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị. Phù hợp với đặc thù định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng, các chính sách cũng đã tính đến yếu tố phát triển kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời chú trọng quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực. Riêng đối với quy định, Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định hỗ trợ từ ngân sách thành phố không quá 5% tổng chi phí mua thiết bị hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất, chi phí di chuyển tài sản, di chuyển thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn trí tuệ nhân tạo. Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị làm rõ kết quả của chính sách trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền để bảo đảm tính hợp lý khả thi.